Sau khi chúng ta đã tạo xong được cái volume group, chúng ta tiến hành tạo logic volume và các file system ở trên đó. Thì chúng ta dùng câu lệnh gì là LV. Cái quá trình này thì phức tạp hơn là quá trình tạo physical volume và volume group bởi vì chúng ta có nhiều lựa chọn hơn cần tiến hành. Khi tạo cái logic volume, chúng ta cần phải chỉ rõ ra tên của volume và kích cỡ của nó. Cái kích cỡ của volume có thể là một số cố định, như tùy chọn L hoặc là trừ như trừ được 5G sẽ tạo một cái logic volume với kích cỡ 5 GB. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng kích cỡ tùy chọn với những là trừ L với những là trừ L 50% free, tức là dùng để sử dụng một nửa không gian đĩa đang có. Chúng ta phải dùng việc trừ L để chỉ ra cái số extent mà chúng ta muốn logical volume sử dụng. Ngoài ra chúng ta phải chỉ ra cái tên của volume group có cái local volume được gắn vào. Và tất nhiên chúng ta cần chữ lẽ trừ N để chỉ ra tên của volume group đó, để rất quan trọng. Ví dụ như là LV grid trừ N LV data trừ L100 VG data để tạo ra một cái volume logic với cái tên là LV data kích cỡ là 100 extent. Ví dụ 100 extent đây là 100 extent nghĩa là 4 mê, là 400 mê và nó sử dụng dữ liệu cái không gian đổi đĩa từ VGData. Một khi cái logic room được tạo thì chúng ta có thể sử dụng cái MKS để tạo hệ thống file trên đó như là chúng ta phân hoạch bình thường. Chúng ta cần để hiểu cách bị đặt tên cho cái LVM. Chú ý rằng khi mà logic room được tạo ấy, chúng ta phải dùng nó. Để làm đó chúng ta cần biết tên của thiết bị, cái LVM để đặt theo nhiều cách. Cách đơn giản nhất đó là đặt là cái địa chỉ của thiết bị là dev-vgname, LV-name. Ví dụ như chúng ta muốn tạo một cái volume với tên là lvdata và có cái địa chỉ của không gian ổ đĩa từ vgdata group, trong cái thiết bị đó sẽ viết là dev vgdata lvdata và đó là thực tế là một cái đường dẫn ảo, đường dẫn mềm đến thiết bị được ánh xạ tên vào đó. Về việc đặt tên cho volume ấy, thì một cái hệ thống đóng khác đóng vai trò như là thiết bị gọi là ánh xạ thiết bị, cái device mapper thiết bị nó gọi là DM, là một cái giao diện tổng quát mà nhân Linux sử dụng để đánh địa chỉ các thiết bị lưu trữ. Cái device mapper được sử là ánh xạ thiết bị được sử dụng bởi nhiều kiểu thiết bị như là LVM, nó cũng sử dụng cho software RAID, tức là cái cơ chế RAID, tức là bảo vệ dữ liệu ấy, nhiều ổ đĩa. Và những cái tính năng lưu trữ trên mạng các góc khác như là multi path device. Cái device mapper ấy, thiết bị này sử dụng được sinh ra thông qua việc xác thực xác nhận và sử dụng tên được sinh ra trong quá trình khởi động, như ví dụ như là DM0 và DM1 chẳng hạn, để khiến cho việc truy cập vào các thiết bị đó dễ hơn. Thì cái device mapper tạo ra một cái smooth link, tức là đường link mềm trong cái DEV mapper. Thử LS, rồi LS DEV VC gọi mapper. Nó có red source này, control root này. Nó có cái này không? Là hàng này root
Swap nhỉ? Swap chơi quá. Cho nên thiết bị mà DEV VGA sẽ được đóng vai trò như là được link đến cái thằng DEV Mapper VGA Data. Khi làm việc với các volume logic của LVM, chúng ta có thể sử dụng một trong hai tên này. Ví dụ 15 gạch 7 sẽ cho chúng ta rõ hơn thì khác biệt cung cấp giữa thằng DeviceMapper. Trong ví dụ 15 gạch 2, chúng ta học cách tạo cái volume group và logic volume. Chúng ta sẽ cụ thể nhé. LS trừ mapper VG data chưa có thằng kia nhỉ, không lên này Vegeta luôn. Thôi thằng Red này. Chưa có luôn. Chưa bật tình có rồi.